Ở đây có ai chưa ăn tối không? Qua đây tôi nấu cơm cho ăn này. Ừ, mình chưa ăn tối này. Tiếp phải làm gì món gì đấy? Có uống rượu không? Có rượu không? Có nhu cầu quay lại game hoặc là mới chơi game này thì các bạn có thể liên hệ shop của mình để mua ạc nhé. Còn các bạn muốn mua ạc ở trên page của mình ở trên Facebook ấy, thì các bạn vào video của mình ở bên dưới phần mô tả video là có link đây nha. Thì các bạn vào bằng link này là chuẩn nhất. Các bạn đừng lên Facebook tìm tên shop của mình nha, tại vì nó ra rất là nhiều fake. Và các bạn nhớ check kỹ thông tin giao dịch giúp mình nha. Trước khi giao dịch thì các bạn nhớ gọi vào số điện thoại cho chắc ăn. Và các bạn nhớ check kỹ đúng từng số trên màn hình của mình nhé. Ông cậu ơi, vai tớ bé lắm, gánh không nổi đâu. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Lại có cực phẩm bổ mắt anh em rồi, nhưng mà tôi có che nhá, tại vì nó hơi lộ tí, à không, lộ rất nhiều tí, thế nên là anh em nếu mà muốn xem full con che thì có thể liên hệ lên tìm cái ID mà ngắm nhá. Thì tôi không dám để full đâu. Ôi trời, đấy, thôi quá, bạn này có một mạng đầu tiên, đồng đội mình cũng nằm xuống rồi. Nói đâu sai đâu. Hình như bạn nằm xuống đầu tiên là bạn nữ đấy anh em ạ. Bạn ấy vừa vào, bạn ấy đã gặp anh em ai đói bụng không tới bạn ấy nấu cho ăn. Không biết ăn cái gì, mình tính bật mic lên bảo là ăn chay hay là ăn mặn. Mình nghĩ đi nghĩ lại thấy nó hơi sai sai anh em ạ. Nói xong rồi sợ cút luôn. Cho mặt đúng người à? Rất là tài. Hình như không anh em ạ, bạn số 2 bạn ấy ngồi giúp đồ. Thấy bạn ấy kê, tưởng là có người. Bên ngoài có tiếng chân này. Ôi vãi xoài, con bot ạ. Hậu sinh xuống sự kiện, người ta bắn người liên tục. Mình thì đi bắn bot. Nhàn tênh luôn ạ. Có xe này. Chạy qua đây là sai lầm rồi. Bỏ lấy hồi sinh à? Thôi được dùng luôn đấy. Mình nghe cái tiếng xe vọng từ mic của ai sang tới cả mình luôn anh em ạ. Sợ thật. Nghe xa quá rồi luôn. Bên kia bắn nhau này. Qua giúp số 2 nha. Bạn đã giao được một kill ạ. Vãi nồi. Có phần này gần đây có người nhá. Relax thế. Phải relax thế. Con nhà này. Con này. Hai rồi. Đều có máu ạ. Vãi nồi. À đều. Ở đây kìa, ở đây kìa. Con mà. Có người nhá. Có người đấy. Có người, Sukun có người. Mình đâm vào chơi luôn nhá. Chắc là lên nóc nhà này ngon này luôn. Đây. Lag có người đấy, cẩn thận đấy. Rồi có người sau này. Lag này. Từ tốt thế lag. Dưới sư cuốn về tầng 1. Trời ơi, trời ơi, nổi hốc. Trời ơi, okay, vãi trưởng đông ạ. Không phải một đâu, nguyên team đấy. Bình, bỏ lại gần đây không nó. Ném xuống bóc ra. Ở chỗ nào đấy? Hai bên khu chung cư cũng bán sang em ạ. Thế là phải ném xuống bóc. Rồi, xong rồi. Đồng đội mình công tới. Nó chỗ nào không ơi? Bị nó ngạt luôn rồi. Thank you. Sai lầm rồi. Sai lầm là rõ. Bọn này nó bắn kiểu cover nhau ấy, cũng hay phết. Mình mới lo cái đầu ra, hai thằng sẽ chết luôn. Chung cư có luôn kìa. Ô, nó bắn nóc thằng dưới tầng rồi này. Chung cư có này rồi. Xuống luôn. Ủa gì vậy?
Yeah boy. Úi ôi, mày quá anh em ạ. Thế nào, nhảy xuống nó đớp cho viên. Còn bên chung cư ấy. Sợ thật. Mấy ông bên chung cư bán tốt đây anh em ạ. Nhảy xuống kìa. Nó cong qua kìa. Cong qua hộ cái. Ok ok, đâu đâu. Chung cư này, chung cư này. Bên chung cư kia có luôn. Ai à. Tát 4 năm đấy. Đằng xa, đằng sau tôi. Ôi giời. Mình kẹt rồi. Xong rồi. Đồi rớt quá. Từ. Xuống. Kẹt rồi, đem sao đồ nữa. Không phải xoắn, chơi được. À, bắn đỏ kẻ ra bên này. Ui, tiếng ốp gần này. Nó bắn ông China bên chung cư nha ạ. Ốp nhìn đấy. Có đứa gần nha. Nó đẩy gần nè. Đẩy gần rồi. Hai thằng. Để vào trong nhà đấy. Mình nghĩ cái băng này cũng phải 3 đến 4 thằng ấy, chứ không phải 2 đâu. 2 là lừa đấy. À, thấy cái gần này. Nó bên này. Watch out. Nó phi lên mái anh em ạ. Nhảy. Có cái này nhé. Được nha. Trên mái với lại ở dưới đều có nha. Nó tính tạo thế bánh mì kẹp thịt đấy. Miếng thịt này khó sơi đấy. Đồng đội mình chia nhau đi kê cái gì này. Phải kê cầu thang chứ. Chết đằng. Tiếng chân bắt đầu gần rồi này. Nó bắt đầu ép ấy. Ép đi. Mình lại sợ các bạn quá. Hơi rung này. Trên tầng. Để tôi ra kêu cổ đăng này. Vô chạy lên kìa. Trên nóc có này. Trên đầu này. Tính chơi chiều với mình à. Xuống lưng kìa. Rồi. Nó đi đâu? Còn một đi em ạ. Không đi. Không phải. Ôi một nó đẩy xe sang kìa. Xe tới kìa. Bọn chung cư thôi. Ok, đợi mình lấy khẩu luôn ra mình chơi tiếp này. Có bao nhiêu team chơi bấy nhiêu anh em ạ. Không phải xoắn. Gốc bên kia. Trời ơi, số 1 ơi, sao lại chui lên. Gốc bên của anh trưởng. Rồi đi rồi. À, hình như là ông cuối của team kia sao ấy. Chắc ở xa em ạ. Bạn đúng cư không biết qua chưa? Cái bà này nốc N lần rồi nhá. Nốc thêm lần nữa là bỏ luôn đấy, chứ cứu gì nữa. Ôi, thêm một viên nữa. Đầu kìa. Xe 3 viên mới nổ à? Đợt trước là mình nhớ 2 viên nổ của ta. Phí quá. Xe đấy mà dính thêm viên nữa à, thì không đẹp nguyên team này vẫn lên ạ. Số cây có một này phá game có bo không có một phá game thứ hai à ăn hộ mình cái anh em. Ơ kìa phát súng cuối nó không trúng anh em ạ. Có bo này không có một đấy đúng đời thật. Ôi rồi có cái tiền rồi nó xuống cứu rồi. Thế là 2, à đâu 3 viết 2. Với team kia là 4 à. Đúng không ta? 3, 2, 5, 5, 2, 4, 9 là gì nữa. Chạy con đường ạ. Chuẩn bị chỗ nó chạy bo kìa. Ok. Chạy kìa. Chỗ nó chạy kìa. Nó lag viền anh em ạ. Rồi, nó bo luôn. Nó bo rồi. Ô gà. Chạy bao nhanh.
Cái bộ bom này có ai chạy đường trời. Nó lại bom mình tiếp kìa. Nghe gốc cây còn. Lâu rồi không bắn sniper nha mà. Em chơi luôn đi. Chơi được này. Mở kính ra là ăn. Hai gốc cây à? Cẩn thận nhá. Thôi, hai đàn, thôi. Không đẩy nữa, thôi. Còn hai gốc cây kìa. Hai đàn gốc cây luôn. Nhích qua bà ông, kia ông đấy. Ép nó qua đây đi, để tôi nhận, nhắm nhá. Lùm thôi. Rồi. Bên này. Nó chần chỉ quá anh em nhỉ. Làm thêm trận nữa đi. Không tắt một thì ổn quá. Dạy, trời. Ôi, trận này toàn pháp sư China, chí tôn các kiểu càng đấy. Rất thì càng anh em. Rõ rồi còn gì. Dù lại không kéo trên giờ ảo mà. Trông, trông. Bây giờ quá. Ủa kìa. Mình bắt cái mình này. Còn mẹ khiếp quá lên đây. Không ra được. Watch out. Tầng 2 nhé. Uầy, hình như có thằng găng tay con đế này nha em ạ. Bên ngoài này. Thì công này. Hai team anh em ạ. Cứu đã. Còn team bên phải nữa nhá. Nó bắn cover sang. Chết tầng 2. Hình như nó chạy luôn rồi anh em ạ. Khu vực còn 3 này. Có xe bất kỳ kìa. Có xe kìa. Đây, trên nóc này. Chạy đâu bạn ơi. Có người á. Khó cho bác rồi. Đâu rồi nha. Úi, chạy à? Lao lên còn không bay, luôn đi lại còn cố vận. Ừ, nghe. Giật quá, Mark the location. Không bay lưng nó. À, nó có người. Luôn bà sang đây được không? Thank you. Mẹ thằng mờ kéo. Ô, ngã chết này. Yếu lắm rồi anh em ạ. Ai, clear. Sao mất không? Trong này hết rồi. Rồi, sao mất ra cứu. Clear chưa? Còn người ngoài thế nhá anh em ạ. Thì ra mình mở kính là lộn được hết này. Số 2 đi bóc rồi. Ừ, rồi đi bóc. Đang chạy này. Ui, vướng đá. Thôi đi, đi theo góc của nó. Chạy lên, góc này. Còn một. Đây. Đi rồi, đi rồi. Đằng xa nó còn có này. Ba chấm này. Ba đi, ba đi. Nó
Thề bắn 2 trận cũng lên quay 14-15 kill ạ. Có khi nào dừng lại 14 kill không? Kiểu bị lời nguyền ấy. Sợ thực sự. Watch out. Watch out. Watch out. Victory belongs to us.